Hello, xin chào mừng ông bà cô chú và anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sao Mai Vlog với cả nhà. Được rồi, thì hôm nay thì mình định đến ngôi nhà của Việt Kiều. Thì từ cái hôm mà ông già đến giải cho bé Kim cái lá bùa trên đây nè cả nhà. Thì mình định sẽ đưa bé vào vườn hồ lô và đưa về chùa, nhưng mà ngặt một điểm là bé Kim nói là các ông thầy người Khmer đó đã yểm một lá bùa trong nhà nữa rồi. Thì mình thật sự cái nhà cũng chưa biết lá bùa ở đâu. Thì từ hôm đó đến nay thì cũng 3 hay 4 ngày gì mà mình chưa trở lại. Là tại vì gần đây mình có một chút công việc không quay lại được cái nhà, và cũng chưa biết được bé nữa. Thì không biết hiện tại trong nhà đó bé nó còn hay không, hoặc là ông thầy bùa nó bắt nữa, không biết sao nữa. Thì cũng rất là nhiều cô chú tội nghiệp muốn giúp đỡ ông bé đó cả nhà. Bé Kim, bé học sinh 12 tuổi đó. Thì hôm nay trở lại chủ yếu là mình cũng sẽ đi tìm mà thứ nhất có lá bùa trong nhà. Mà cái nhà mình nghĩ đi, bây giờ mình tìm được lá bùa này, mình phá lá bùa này, thì thời gian sau ông ta lại trắng ủ lá bùa khác. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị comment nói với Tú rằng là bây giờ á là chủ yếu là mình đi giúp vong đi, còn vấn đề mà tìm ông thầy bùa, nguồn gốc thầy bùa đó thì để làm gì, biết đâu mình sẽ mang cái quả gì vào người sao, không biết được cái nhà. Mình hiện tại giờ ông ta cũng không biết mình, mà mình cũng không biết ông ta. Thì vấn đề ông ta bắt vong yểm vào thì mình đây mình mất mở ra. Thì nếu mà mình với ông ta mà có sự xỏ đỏ đụng đầu với nhau á, mình thì chắc lẽ là không lại rồi, tại vì mình thấy cái bùa của ông ta không là mình thấy nó mạnh rồi đó. Thì mình cũng lượng sức đó cả nhà. Mấy hôm nay thật sự là mình cũng mệt mỏi quá, đi tùm lum nơi hết trơn rồi, trong sức khỏe cũng không được ổn rồi. Nên cỡ này cũng ít gỡ là ngôi nhà Hồi Kiều. Thì có mấy hôm nay ở bên kênh Sơn Mai TV, Sơn Mai Vlog đó, ông không kênh này nè, Sơn Mai Vlog này nè, thì mình có đến miếu ông già thôi, để giúp một cái bé tên là My, 14 tuổi mà bị Covid chết đó cả nhà. Thì trong đó có một bé gái nữa. Còn ở nhà của Việt Kiều thì bông bé gái tên là Kim, 12 tuổi, là học sinh đó. Thì hôm nay trở lại thì cũng chưa biết là bông của bé Kim là còn trong nhà hay không. Thì mình hy vọng là sẽ còn, và mình sẽ cố gắng tìm lá bùa cho bằng mọi cách nha, để mà phá giải. Thì ok, thì có lẽ mình cũng không dầm nữa, bây giờ chắc lẽ mình sẽ đến nhà đó. Thì hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều, thì có lẽ mình đến ngôi nhà này
có lẽ nó quay vào cái buổi chạng vạng kiểu như là 6 giờ tối. Thì nói chung là còn một ngày đó, thì hy vọng mình sẽ làm được gì đó cho bông bé Kim cả nhà. Thì ok, thì giờ mời bà cô chú anh chị các bạn cùng tôi đến nhà của Việt Kiều nha. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ là mình đang vào bên trong nhà rồi. Tại vì mấy hôm nay không có chợ ở đây á nha. Thì không biết là có vong quỷ nào mới hay không. Và cũng như là không biết bé Kim còn trong nhà hay không cả nhà. Thì hiện tại giờ là trời bên ngoài vẫn còn sáng. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và xem thử hôm nay gặp bé Kim hay không nè. Mình sợ là gặp một vong dữ nào khác. Ok, đi thôi. Con này chó chán mất rồi, bên tay. Con đó. Ủa, bé Kim hả vậy? Ủa, mấy dài ông thầy Pháp đó có lại bắt con không? Hả? Mấy dài ông thầy Pháp đó lại bắt con không? Mấy hôm nay chú có công việc đột xuất nên chú không có chở ra giúp con đưa con đi được. Mấy hôm nay thầy Pháp có đến tìm con không? Rồi sao không có làm gì không? Ông có biết con được gỡ lớp bùa chưa? Không biết hả ta? Ông không biết cái lá bùa ông bị giải hả? Hay là do ông già xuất hiện giải cho con nên ông biết? Đưa vô trong cục tay đi hả? Mà bây giờ mấy hôm nay con không biết được cái lá bùa đấy đâu không? Nhà này biết được không? Nhà biết được đâu kiếm cái bồn đâu trời. Bây giờ phải kiếm cách khác mà đưa con đi chứ, bây giờ mà mỗi lần mà muốn đưa một vong đi phải kiếm một lá bùa, nó mệt cực nhọc quá. Bây giờ chú kiếm một cách phương pháp nào khác coi. Không cần phải phá giải lá bùa trắng ỉm nhà này à. Hôm nay chú có mua bánh với sữa mà hôm trước con đòi uống á, ăn nghe không? Bây giờ đừng nghe lời ông nữa, tại vì ông đâu có hành hạ được đâu. Đúng không? Mấy hôm nay ông không có đưa bông nào đến đây nha. Có hả? Mà ông bắt cái bông cục tay đi rồi. Mà ông đưa bông khác vô. Trong nhà này hiện tại có bông không? Nào. Bông này nam hay nữ? Nữ. Dữ không? Ở trong đó hay gì? Đứng đứng trong đó hả? Để con kêu chị ra đây ha. Ừ. Chị ra đây nè. Không chịu rồi. Không chịu ra hả? Tại chắc chị sợ chú lạ đó.
Mà không, cái cô đó là cũng đến đây giữ nhà này hả? Con không biết nữa, nhưng mà ông thầy á, ông bắt đến đây á. Bữa giờ chị đó bị hành hạ quá trời luôn. Bây giờ một chút nữa chú cúng kiến con kêu của chị đi ra được không? Kêu chị đi ra hưởng đồ cúng luôn với con được không? Chị đó hả? Ừ. Kêu kêu ra Để nữ con kêu chị ra. thì Chứ con thấy chị cũng khó làm lắm. khó gần đúng không? Tại vì con với chị cũng ở đây nè. Chị đâu có nói gì đâu. Nhưng mà nhìn mặt dữ lắm á chú. Chú thấy không? Không, tại bên trong nó thui rồi thấy. Để chú vô, đi vô bên trong coi thử rồi có gặp mặt đâu. Bất kỳ mời đi, mình đi di chuyển vào trong nhà coi coi cái dòng như thế nào nha. Bà Kim mệt nói là trong nhà này hiện tại có một bông, có một cô gái nữa. Gì thì hiện tại giờ tôi đang đi đến đây giúp Vong, thì không biết là Vong Linh bị người khác người ta bắt đang như nhà này và hành hạ đập gì đó, thì nếu mà cần tôi giúp đỡ xin hiện thân đi ha thầy. Thì hiện tại giờ tôi đang giúp Vong bé Kim nè. Tôi không có ý, cũng như không có ý xấu gì đâu. Sao hả? Cô chị vậy? Thôi bây giờ hai chú cúng thì kêu chỉ ra đi. Thì giờ cứ là thử đi ha, nói với chỉ đó là chỉ ra đi thì giúp đỡ chỉ. Hình như cái phòng này, hình như cái người cô mà giữ cái người cô mà là dọn dẹp cái dọn phòng là cái nhà nên là bắt à.
Mà cái phòng của bé Kim nói là cái phòng của cô ở trong này nè. Mình vô đây có đóng luôn. Rồi nhà, bây giờ lại mình cúng kiến đi, coi cái bé Kim có kêu được cái bông bãi ở đâu không nha. Cái nhà ơi, bây giờ mình sẽ cúng kiến nha. Thì có là buồn con này không? Không rồi. Thì thật sự bây giờ á, nếu mà nói về muốn kiếm cái lá bùa mà ông thầy gì đó yểm nhà này thì không biết kiếm ở đâu luôn. Thì cũng khó khăn. Hôm trước bé Kim có kêu mình mua bánh rang này. Nè. Mình có mua sữa nữa cả nhà. Nhà mình sẽ khui vô một hộp đi. Mình sẽ có xé vậy. Rồi, mình xé hai bọc thôi. Ok, giờ đốt nhang cúng thôi. Thì hy vọng là bé Kim sẽ kêu cái vòng của cái cô kia gà cho mình thấy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài cái nhà. Mình đợi chờ xem coi nhà nha. Thì giờ mình nói chung thì để mình kiếm cách nào khác mình giúp vong mấy Kim, chứ giờ kiếm lá bùa thì chắc lẽ lần trước mình kiếm được, chứ này ông sẽ giấu một nơi nào kín đáo lắm mà khả không nào kiếm được đâu. Ok, mình ra ngoài cái nhà.
Cô chú anh chị ơi, thì bây giờ không biết là cái vòng với kim có kêu cái vòng của cái cô gây ra được không mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đợi chút xíu coi kim xuất hiện, mình hỏi với lại mình để bác kim phải ở đây một thời gian nữa để mình kiếm cách nào đó để sau này mà đến đây mà bắt vong này nó đưa vong đi không cần phải kiếm lá bùa trấn yểm của nhà nữa cả nhà. Chào chú. Rồi sao con, bà đã ra không? Bao nhiêu gà? Con mắc hoài mà không chịu ra, nên là con sống một mình luôn. Ăn bánh sữa chưa? Rồi. Bà đó trẻ không? Con hay cũng trẻ. Trẻ. Thì bây giờ nó con nghe vậy nè, bây giờ cái lá bùa ông thầy đó yểm trong nhà này bây giờ đó là chú chưa có cách nào tìm được phải không? Thì chắc có lẽ con phải ở đây 1 2 hôm nữa để chú về chú tìm cách khác để mà khỏi cần tìm lá bùa nữa, kiểu là phải có một cái biện pháp nào đó khác đi, là đưa vong con đi nơi khác không cần phải là phá lá bùa nữa. Nhưng mà chú ơi, chú nhớ chú Trung không? Chú Trung chung sớm với con á. Sao? Chú nói là tối nay chú đưa con đi siêu hót. Có hẹn không nghe chú? Chú Trung nói là tối nay đưa đi siêu thoát hả? Dạ. Nói con tới chỗ Hải. Thôi đừng 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 nghe lời chú Trung. Ổng dụ về là ổng bắt đó. Hai chú. Ổng bắt đó. Bây giờ đi theo ổng là bị bắt đó, tại vì ổng cũng là lính của ông thầy kia đưa cô vô nhà này. Mà chắc theo chú nghĩ là cái ông thầy đó đã biết được là vong linh của con đã được giải cái lá bùa rồi, Dạ. nên ổng mới sai cái ông đó đến đây để mà lừa con đến về để về đến ông thầy đó. Bây giờ gì nè, cái ông đó đến đây con cũng phải trốn, mà ông thầy đến đây con cũng phải trốn, Dạ. ngoại trừ chú đến này con xuất hiện thôi, Dạ. hiểu chưa? Dạ. Thì giờ cố gắng ở đây 1 2 hôm đi ha, Dạ. thì để ngày mai hay hoặc thế nào đó thì chú tìm cách khác đưa con đi. Dạ, đưa chú con đi. Nhưng mà là chú đoán á, phải làm dấu thì con mới biết được. Dấu gì à? Thì chú kêu bé Kim ơi. Cũng như ông thầy kêu á. Gì hả? Làm chú gì vậy? Tay đi. À, vậy được á chú. Vậy mỗi lần đó chú kêu vậy nha. Mà lại tôi vô tay. Để ông thầy á, ông cũng trả giọng chú được đó. Được luôn à? Thầy dữ vậy? Thôi thì vậy đi, tôi nói tôi vỗ tay. Thôi chào bạn nha. Nói chú đi. Thì cái cô chú chị ơi, thì mình phải tìm một biện pháp nào đó và đến đây á, là muốn bắt vong hay đưa vong đi á, thì không cần phải tìm lá bùa nữa. Chứ bây giờ mình tìm lá bùa của ông nữa thì cũng như vậy thôi, tại vì mỗi lần mà lá bùa đó bị hủy đi á, thì ông này lại làm một lá bùa khác. Mà mỗi lần như vậy thì rất là mệt mỏi, mình phải về mình tìm cách nào đó hoặc là xin thầy một cách nào đó để giải trừ đi cái rối này nha cả nhà. Thì ok, thì đến đây mình cũng khép video lại, thì cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem video rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ là trong căn nhà này đã có một vong mới đó rồi, nhưng mà vong này chưa xuất hiện. Thì bé Kim có kêu ra để hưởng đồ cúng nhưng mà cái vong đó không ra. Thì chắc có lẽ đó cũng là cái vong mà ông thầy đó đưa về đây để mà phá căn nhà này cả nhà. Ok, cảm ơn mọi người xem tôi rất là nhiều. Chào nhà mình nha.